đầu tiên là xác định đại học hợp tình rồi thì lên Facebook ấy, tìm mấy group hợp tình ấy, để hỏi các anh ở trong đấy. Thì có người thì khuyên đại học trung tâm, có người thì khuyên đại học, xong rồi mình mới tìm các trung tâm ở Hà Nội. Thì mình tìm thấy NIT đấy, xong rồi mình so sánh hai bên giữa đại học và trung tâm thì nói chung chi phí thì cũng như nhau. Với lại mình cũng không thích mấy cái môn lý thuyết ở đại học cho lắm, cho nên là mình chọn vào đây học ngắn hơn để đi làm sớm hơn. Mức lương hiện tại của mình là tầm 25 triệu, vừa học đến kỳ thứ ba mình bắt đầu đi làm rồi. Và khi đi làm ấy, thì mình cảm thấy là mình vẫn vận dụng được những cái mình đã học để mà làm vào công việc và làm việc cho chạy, cho nên là mình cảm thấy hài lòng.